Vâng, Quốc Hùng xin chào tất cả bác và các anh em. Thì trong video này thì Quốc Hùng sẽ test chiếc bao Sơn Xui B2201, một dòng bao cực kỳ là chất lượng và cũng như là về hình thức nó cực kỳ là đẹp và ủng hộ cho tất cả bác để các bác sưu tầm chơi. Dòng này thì khá là hiếm nha bác nha. Đấy. Ghép với nó là chiếc Re Onkyo B308 nha bác nha. Re Onkyo 308 thì hôm trước có bác khách mua cái con bao 308 508 của bên em thì bác đã có đặt em về con này. Thì lâu quá em không có nhớ thì bác có xem video này thì bác có cần thì liên hệ cho em nha. Con B308 nha. Em một bộ nó là cực kỳ là ghép với 508 nữa là một đồng bộ luôn nha bác nhé, đồng bộ luôn. Con này thì có hồi gỗ, có nắp thì em tháo ra để một bên. Nội thất nó bên trong nó là bác nha, cực kỳ là mới và đẹp, rất là ok nha bác. Rồi em sẵn thì em sẽ test luôn chiếc bao này với chiếc rê. Đấy, bao này chiếc rê cho bác cùng nghe. Con bao này thì em vừa giới thiệu qua video trước nha bác nha, công suất nó là 200W trên một kênh 8 ohm. Và Sơn Xui B2201 là một sản phẩm cực kỳ là đáng tầm tiền, đáng đồng tiền của gạo để các bác chơi và sưu tầm. Đấy, giờ thì mời tất cả bác chúng ta cùng lắng nghe cho con. Ban đầu ta gần nhau nói nhau nghe câu chuyện.
Đấy là hiện tại là em đang test trên cái đôi lo full rồi đó. Và chất âm là như thế này rồi. Các bác mà test vào những cái đôi lo CBL nghe nhạc như... hoặc là những cái đôi lo Sequin Vega nghe nhạc thì tiếng nó sẽ hay hơn, cực kỳ là hay hơn nhiều, tiếng nó sẽ chi tiết hơn nha bác nhá. À. Rồi thì giá thanh thì chiếc bao Sơn Xui 2201 thì sẽ có giá là 22 triệu nha bác nhá. 22 triệu bên em bao cứu tổ quốc cho bác. Re Onkyo 308 có giá là 12 triệu. Đấy. Tất cả thì bên em sẽ bao cước và tặng kèm theo các bác là một bộ dây. Mỗi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho Quốc Hùng qua số điện thoại trên tấm biển màn hình, kết bạn Zalo, Facebook qua số đuôi 707. Bác nào mà chưa xem video mà chưa đăng ký kênh thì bác hãy nhớ đăng ký kênh và như là nhấn vào chuông để cập nhật theo dõi những video mới nhất và tương tác. Để được xem video mới nhất và nhanh nhất thì các bác hãy chia sẻ kênh, chia sẻ video và nhấn like nha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại với các bác ở những video sau.